Em ơi, chuyện chung đường.
Đâu ra chặt giấy đâu đẹp. Ông bà cộng lại đầu lại. Kính thưa bà con hai họ, đây là ngày mùng 6 tháng 10, là ngày tân hôn của hai con. Tôi cũng mua quà lễ đến đây trình với đàn bên gái. Đây là ngày đàn tháng tốt, tôi xin hơn lên hài nói gì là nói nó nói luôn đi không biết nói luôn và còn có quà lỡ năm quả, trong đó có vàng tiền 10 triệu vàng nhiêu quay quả gì trái cây quả trái cây nói là đúng lại cái nó thanh kỳ cái nó cứ đầu hai con họ đang gái nhận quà. Xin mời đại diện của họ nhà gái mình nói đôi lời để nhận lễ mà họ nhà trai mang đến sáng hôm nay, trân trọng kính mời. Thôi vậy được rồi. Thứ sau, thứ bóng quay đầu ngoài.
Vâng, và chúng tôi xin mời cô dâu và chủ rể tiến ra phía trước bàn thờ ông Tơ và Nguyệt để chắp tay khẩn vái. Mang luôn. Không bao giờ đúng thảo con nó có gì vậy? Con này cháu đừng có nói à, tùy theo mẫu chỗ có giờ còn đã không đổi. Kính thưa cùng với hai bên gia đình nhà gái và nhà trai, ngày hôm nay chủ rể công nhất đến nơi đây cũng đã chuẩn bị bỏ hoa tươi thắm để tượng trưng cho những gì tuyệt vời nhất, cao cả nhất, để trao tặng đến cho người vợ hiền thân yêu của mình, để chính thức công nhận nhau là vợ, là chồng, là dâu, là rể. Và xin mời chủ rể sẽ trao bỏ hoa đến cho cô dâu là người vợ hiền thân yêu của mình, với một tình yêu thật là tuyệt vời, một tình yêu hạnh phúc, để nắm tay nhau bước vào cuộc sống vợ chồng. Vâng, và cùng với một nghi thức cũng rất là quan trọng trong ngày hạnh phúc hôm nay với đôi nhẫn cưới, và chúng tôi xin mời chủ rể sẽ trao nhẫn đến cho cô dâu. Found the one and my life I found it missing peace. So as long as I live for love, you will have it all to you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe. Vâng, và xin một tràng pháo tay cho các đồng nghiệp để chúc mừng hạnh phúc trăm năm. Và ngày hôm nay ba mẹ của chủ rể đến nơi đây để chung vui với họ nhà gái và để chúc mừng hạnh phúc cho hai con được trọn vẹn cùng với những phần quà. Đeo không? Giờ có đeo không ta? Giờ có đeo không ta không biết. Và những tình cảm của ba mẹ thì bao la biển cả lắm, không gì có thể so sánh bằng. Ngày hôm nay khi con gái thân yêu được hạnh phúc thì ba mẹ cũng hết sức là vui mừng. Và cùng với những tình cảm hết sức là tuyệt vời dành đến cho hai con được gói trọn trong những phần quà, những món nữ trang ngày hôm nay, để làm hành trang cho hai con sẽ cùng nắm tay nhau bước vào cuộc sống vợ chồng được hạnh phúc trọn vẹn.
được thay lời cho cô dâu chủ rể hai người con thân yêu. Xin cảm ơn ba, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng, để cảm ơn. Vất vả tiếp nối phần quà để chúc mừng hạnh phúc trăm năm, chúng tôi xin mời món quà đến từ bà nội. Mời bà nội của cô dâu tiến ra phía trước để trao một quà ý nghĩa đến cho hai cháu. Vâng, và phần quà của bà nội cũng vừa trao đến cho hai cháu. Thay lời cô dâu chủ rể cảm ơn bà nội rất nhiều. Và giờ đây chúng tôi xin mời bà ngoại. Bà ngoại cũng sẽ có một phần quà để chúc mừng cho hai cháu thân yêu. Xin được cảm ơn phần quà của bà ngoại rất là nhiều. Và giờ đây chúng tôi xin mời phần quà tiếp theo để từ vợ chồng của chú Hồng. Cảm ơn phần quà rất chi là ý nghĩa của vợ chồng chủ Hồng. Và giờ đây chúng tôi mời phần quà đến từ vợ chồng của dì Hoa ở Na Uy. Xin được cảm ơn phần quà của dì Hoa rất là nhiều. Và quý cầu, quý dì, những người cầu, những người dì thân thương của cô dâu ngày hôm nay đến nơi đây để chung vui cùng chuẩn bị những phần quà. Giờ đây chúng tôi xin mời quý cầu, quý dì tiến ra phía trước để trao tặng quà đến cho hai cháu. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp theo chúng tôi xin mời vợ chồng của anh Long phần quà để chúc mừng hạnh phúc cho hai em để từ vợ chồng của anh Long. Xin được cảm ơn tình cảm thân thương, cảm ơn phần quà ý nghĩa đến từ vợ chồng của anh Long rất là nhiều. Vâng, và hai ly rượu tiếp theo, hai miếng rau dành cho hai bên thông su gia. Xin mời hai bên thông su gia tiến ra phía trước để hai con cảm ơn công sẽ yêu thêm những ngày nắng và trải qua những quãng tháng ngày xa vắng đợi chờ. Chắc chắn giờ phút này cô dâu và chủ rể của chúng ta sẽ yêu thêm những phút ngọt ngào khi có nhau trọn đời. Và trên lễ đài sân khấu giờ phút này, bức tranh của đài gia đình hạnh phúc cũng đã hoàn tất. Và giờ đây, để gửi lời cảm ơn chân thành nhất của gia đình gửi đến cho toàn thể hôn trường, thì Thùy Trang nhận lời ủy thác từ phía gia đình xin phép được thay lời cho gia đình để một lần nữa nói nên lời cảm ơn của gia đình gửi đến cho tất cả quý nội ngoại thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã bỏ chút thời gian và ngọc đến nơi đây để chung vui cùng với gia đình. Và trong suốt thời gian diễn ra buổi tiệc thì không làm sao tránh khỏi những thiếu sót, và rất mong tất cả quý vị thông cảm và bỏ qua cho gia đình. Và một lần nữa kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay lời cho gia đình xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trong ngày vui ngày hạnh phúc trong năm hôm nay, với sự nhiệt tình và hết mình trong công việc cùng với đội ngũ nhân viên tận tình và chu đáo, những món ăn hết sức là ngon miệng từ phía nhà hàng ẩm thực Khánh Hưng đã chuẩn bị một phần quà để chúc mừng cho cô dâu và chủ rể để cảm ơn sự tin tưởng của gia đình. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one end. My life I found is missing peace. So as long as I live for love, you will have it all due. You look so beautiful in white. Very last breath, this day I'll cherish.
look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll share. I got so nervous, I couldn't